Đình Tú là một trong những sao nam được yêu thích nhất nhì phim truyền hình Việt, đặc biệt là sau hai phim Giờ Vàng Đình Đám của VTV là Thương Ngày Nắng Về và Đừng Nói Khi Yêu. Bên cạnh vai diễn trong các phim truyền hình, chuyện đời tư của Đình Tú cũng được dân mạng đặc biệt quan tâm. Cũng bởi sự ăn ý của các bạn diễn nữ mà không dưới một lần, Đình Tú được netizen đẩy thuyền kịch liệt, mới đây nhất là Trình Mỹ Duyên. Hậu được netizen ghép đôi, Đình Tú và Trình Mỹ Duyên liên tục phát cầu lương trên mạng xã hội. Trong một đoạn clip vừa được đăng tải trên Instagram, cặp đôi đã khiến các fan đứng ngồi không yên bởi những khoảnh khắc tình bề bình. Theo đó, Đình Tú và Trình Mỹ Duyên diện trang phục đôi, cùng nhau có những hành động thân mật. Không những thế, khoảnh khắc cặp đôi cùng bế chú cún cưng, hôn nhau còn khiến netizen nháo nhào, nhận xét rằng trông chân thật chẳng hề kém cạnh những cặp vợ chồng son. Những hình ảnh của Đình Tú và Trình Mỹ Duyên sau khi đăng tải đã nhận về loạt tương tác khủng từ dân mạng. Không những đẩy thuyền kịch liệt, nhiều dân mạng còn trông ngóng cả hai sẽ sớm về chung một nhà trong năm nay để các fan còn được mở tiệc ăn mừng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.